Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lúc này trên Facebook và YouTube của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ VOA Tiếng Việt và VOA Tiếng Việt Video tối thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden có cam kết là sẽ sẵn sàng thương lượng hoặc là sẵn sàng nhượng bộ với một số những đòi hỏi về cải tổ di trú của phía Cộng hòa đưa ra để đổi lấy gói viện trợ tiếp tục cho Ukraine. Phía Cộng hòa nói rằng là những cái tệ trạng mà đang thấy ở đường biên giới hiện nay với làn sóng di cư bất hợp pháp ồ ạt tràn vào biên giới Mỹ là do cái chính sách biên giới lỏng lẻo của Tổng thống Joe Biden đã khiến gây ra đe dọa cho an ninh quốc gia cũng như làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của đất nước, và họ yêu cầu Tổng thống Joe Biden phải chỉnh sửa cải tổ một số luật lệ về di trú trước khi muốn có được gói viện trợ tiếp nữa cho Ukraine. Và Tổng thống Joe Biden và phía Cộng hòa đang thương lượng ráo riết trước kỳ nghỉ lễ sắp tới đây, khi mà Quốc hội phải nghỉ làm việc một thời gian và sau đó mới trở lại vào đầu năm tới. Và như vậy thì trong thời gian mà họ đang thương lượng riêng kín đáo thì không có một thông tin nào liên quan tới những cái cuộc thương lượng này, đôi bên đề ra những gì, thỏa hiệp hay là thương nhượng những gì vì vẫn còn đang tiếp diễn. Nhưng mà một số những vấn đề chính mà tất cả mọi người đã biết tới được đưa lên bàn thảo luận bao gồm là cái quy chế để tới Mỹ xin tị nạn phải thay đổi. Cái thứ hai đó là cái đặc xá nhân đạo, cái quy định về đặc xá nhân đạo của nước Mỹ phải thay đổi siết chặt hơn, và cái thẩm quyền trục xuất nhanh phải được áp dụng rộng rãi hơn, chỉ không có chỉ riêng gì ở ngay đường biên giới mới được trục xuất nhanh mà có thể được trục xuất nhanh ở nhiều nơi khác trên nước Mỹ. Vậy thì các vấn đề này đang được ngã giá như thế nào, và nếu như mà nó được chỉnh sửa thì sẽ có những cái ảnh hưởng ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Chào mừng luật sư Khanh trở lại với chương trình hôm nay. Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả của đài. Cảm ơn quý vị đã trở lại với đài ngày hôm nay. Thưa luật sư Khanh, mình nêu ra một số vấn đề chính đang thương lượng để có thể cải tổ về di trú, và được ngược lại thì phía bên Dân Chủ hoặc là phía bên Tổng thống Joe Biden sẽ được gói viện trợ tiếp theo cho Ukraine. Thì có những cái mục chính đó là về vấn đề đặc xá nhân đạo phải chỉnh sửa lại, thẩm quyền về trục xuất nhanh phải chỉnh sửa lại, và cái quy định về việc tới Mỹ xin tị nạn cũng phải cải tổ thay đổi lại để tránh những cái lạm dụng. Thì liệu những cái sửa đổi này nó sẽ có những thay đổi tức thì như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ đi từng mục để cho quý khán thính giả được hiểu từng cái quy định này trước nay ra sao, được áp dụng như thế nào, và bây giờ nếu sửa đổi thì mọi chuyện mình có thể kỳ vọng hoặc là dự kiến xảy ra như thế nào. Thưa luật sư Khanh, xin nói về đặc xá nhân đạo trước. Xin hỏi đặc xá nhân đạo là gì, quy định những gì, thưa luật sư Khanh? Thưa chị và kính thưa quý vị, thì để mà mình nói về cái đặc xá nhân đạo thì thực tế nó đã có từ xưa lắm rồi, có nghĩa là từ lúc nước Mỹ thành lập đã có rồi, nhưng mà chưa được đưa ra luật tới những năm 1950, khi mà bên quốc hội của bên Mỹ đưa ra cái luật INA, có nghĩa là Immigration and Nationality Act đó. Thì trong cái đặc xá nhân đạo được đưa ra thành văn và thành luật thì năm 1950 có nói rằng là sẽ coi từng trường hợp của mỗi cá nhân để mà lúc mà họ xin để vào Mỹ để mà coi như tạm trú, bởi vì cái vấn đề gì mà từ cái nước của họ mà họ không có thể thoát được, mà họ cũng chưa có thể nào mà đi tới kiểu là xin tị nạn. Tại vì cái đặc xá nhân đạo này sẽ cho những cái người này qua Mỹ trong một cái thời gian cố định, bây giờ ngay thời gian cố định là cỡ 2 năm. Đây là về cái vấn đề cái đặc xá nhân đạo đó, là được đưa ra thành luật từ những năm 1950, và cái đặc xá nhân đạo này một khi được đưa ra thành luật thì trong cái luật có nói rất là rõ rằng là bên Sở Di trú Mỹ và sẽ xem xét từng người một, từng hồ sơ một để coi cái lý do tại sao để mà họ có thể xin để vào, để họ được cấp cái đặc xá nhân đạo để vào Mỹ. Và một khi vào Mỹ rồi thì thực tế cái đặc xá nhân đạo này nó không có thể dẫn tới con đường trở thành người thường trú nhân cho những cái người mà được đặc xá nhân đạo này, và cái đặc xá nhân đạo chỉ là một cái thời gian tạm thời ở bên Mỹ thôi. Và ngay lúc này, ngay ngày hôm nay thì cái thời gian mà đặc xá nhân đạo cho những người này người ta có thể ở bên Mỹ là nó sẽ kéo dài cỡ gần 2 năm. Thì trong lịch sử của Mỹ từ trước tới giờ đặc xá nhân đạo đã được dùng rất nhiều lần rồi. Quý vị nếu mà có coi thì từ cái những cái chiến tranh ở bên Đại Hàn từ những năm 1950 tới bên 60 bên Lào, bên Cambodia tới 70 thì tới Việt Nam, tới 80 90 thì bên Iraq, và tới 2000 thì có rất nhiều nơi giống như bên Ukraine quý vị có thấy nè.
Bên Libya lúc mà bị lật đổ nè, và những cái nước mà có chiến tranh nội chiến của họ đó, thì nước Mỹ đã dùng cái đặc xá nhân đạo này cho để cho rất nhiều người từ nước ngoài để vào Mỹ để mà ở tạm thời, để mà ví dụ họ có thể xin tị nạn chẳng hạn. Thì đầu năm tới giờ thì bên chính quyền của ngài Biden đã đưa ra một cái, ngay tháng Giêng đầu năm nay thì chính quyền ngài Biden có đưa ra một cái chế độ, có nghĩa rằng là ngài nói rằng là ngài sẽ cho 30.000 cái đặc xá nhân đạo cho những người từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela. Nhưng mà cái chương trình này đã bị Texas đứng ra để mà cản lại, bởi vì Texas nói rằng là cái chương trình này nó coi như là đang vi phạm cái cách để mà dùng cái đặc xá nhân đạo. Nhưng mà nếu mà mình thống kê từ đầu năm tới giờ, từ những cái thông tin mà bên nước Mỹ có đưa ra, thì từ tháng 1 tới tháng 10 năm nay, nước Mỹ và chính quyền ngài Biden đã cho hơn 270.000 người vào nước Mỹ dưới cái đặc xá nhân đạo. Và hơn nữa, có hơn 324.000 người đã ghi danh với cái chương trình CBP1, đó là cái chương trình để mà lấy cái hạn để mà xin đặc xá nhân đạo vào Mỹ. Thì nên vì vậy quý vị có thấy đó là trong cái năm nay có quá nhiều người để mà họ vào nước Mỹ, cứ trung bình đâu cỡ là một tháng là coi như cỡ đâu 20-30.000 người được đặc xá nhân đạo để vào Mỹ Dạ, đó. thưa Thì luật sư đó là nếu mà nó Khanh. Thưa luật sư Khanh, nhưng mà xin hỏi về những cái điều kiện hoặc cái quy định đặc xá nhân đạo này nó chỉ được áp dụng trong những điều kiện nào trước nay, và hiện bây giờ thì với cái số mà đặc xá nhân đạo được tăng đột biến và tăng vọt khủng khiếp như vậy đó, thì những cái điều kiện hiện nay nó đang được thay đổi ra sao? trước giờ cái từ đặc xá nhân đạo là luật Mỹ có đưa ra là rằng là nói rằng là phải là trong những cái trường hợp nào rất là khẩn cấp, bởi vì liên quan tới cái từ nó gọi là cái về vấn đề nhân đạo, mà cái người mà họ xin họ phải chạy trốn khỏi cái nước của họ, hoặc là về vấn đề lý do từ cái nước đó mà để đẩy cái người dân họ phải đi xin đặc xá nhân đạo từ bên Mỹ. Và cái thứ hai, cái từ rằng là để mà cấp cái đặc xá nhân đạo này thì cái lý do để mà cấp nó phải liên quan tới cái gọi là từ là public benefit, có nghĩa rằng là cái từ gì, public benefit dịch ra tiếng Việt đấy, Có phục vụ cho lợi ích của công cộng. đúng rồi, để phải phục vụ cho lợi ích của công cộng, mà lợi ích của công cộng của nước Mỹ. Có nghĩa rằng là nếu mà mình ghép hai cái đó thì mình sẽ coi rằng là bên luật di trú có nói rằng là để mà cấp cho cái đặc xá nhân đạo này thì trước hết là cái người họ xin họ phải đi coi như họ trốn cái nước của họ, họ phải di cư từ cái nước của họ bởi vì cái vấn đề nhân đạo từ cái nước của họ xảy ra. Và cái thứ hai là nước Mỹ sẽ coi như có một cái lợi ích cho cái xã hội của nước Mỹ để mà cho những người này vào nước Mỹ. Thì hiện tại bây giờ là bên phe chống, coi như phe dân chủ đang nói rằng là ngài Biden đang bên Cộng hòa, chứ xin lỗi, bên Cộng hòa đang nói rằng là ngài Biden đang vượt quá hạn mức của ngài, bởi vì ngài cấp cho quá nhiều humanitarian và parole để mà cho những cái người ở biên giới để vào nước Mỹ. Và bên Cộng hòa đang nói là cái này nó đang coi như là làm yếu đi cái an ninh xã hội của nước Mỹ, bởi vì những cái người vào này mình không có cách nào để mình coi biết rõ cái lai lý lịch của họ, mình cũng không có biết họ như thế nào. Và coi như là có rất nhiều người mà trong tương lai kế tiếp sẽ được qua bên Mỹ với cái đặc xá nhân đạo này. Nên vì vậy cái đặc xá nhân đạo là một trong những cái vấn đề lớn nhất mà bên đảng Cộng hòa đang phải đàm phán với bên dân chủ, rằng là phải hạn chế cái cách xài và phải xài như thế nào để cho nó đúng theo cái quy định của luật của bên Mỹ đã đưa ra từ trước tới giờ. Như vậy là đặc xá nhân đạo là một trong những cái chốt được xem là đang lỏng lẻo hiện nay, khiến cho cái làn sóng di dân bất hợp pháp hiện bây giờ cũng đang rất là đông đảo tại Mỹ. Tại vì họ cũng nghe nói đặc xá nhân đạo hiện bây giờ đang được nới lỏng tay, cho nên họ cũng hy vọng là tới đây để được cái đặc xá nhân đạo đó để mà lướt qua cái quá trình xin tị nạn một cách nhanh chóng hơn. Nhưng mà thưa luật sư Khanh, về cái luật định mà luật sư Khanh nói trước đây đó, cái quy định là được đặc xá nhân đạo là phải những cái người này phải rời đất nước của họ vì lý do khẩn cấp, mà vì cái lý do nhân đạo cho nên Mỹ được xét và cho họ xếp họ vào nhanh hơn, đặc cách hơn đó. Nhưng mà cái nhân đạo được hiểu là họ nhân đạo như thế nào, tức là họ chạy trốn thiên tai, thảm họa thiên tai, hoặc là họ chạy trốn đàn áp chính trị, hay họ chạy trốn bạo loạn chiến tranh. Cái nhân đạo này nó xét trong những cái phạm trù nào, thưa luật sư? Chị hỏi em rất là hay, mà chị đưa ra hai cái yếu tố. Thì ví dụ Khanh sẽ nói từng cái một nhé. Giống như ví dụ cái yếu tố đầu tiên chị Trà My nói là họ trốn thiên tai như thế nào.
Có nhiều lúc đặc xá nhân đạo được cấp cho những nước có bị thiên tai, giống như bên quý vị biết bên Haiti là một cái đảo nhỏ mà coi như bị động đất rất là nhiều, còn bị bão đánh tới thì có nghĩa là năm này qua năm nọ họ bị thiên tai. Thì vì vậy nên Mỹ mới có một cái chế độ đặc thù cho những cái người công dân của nước Haiti, có nghĩa là Mỹ có nói rằng là tôi sẽ cấp cho đặc xá nhân đạo để cho những người này để mà qua bên Mỹ để họ ở tạm thời khi cái nước của họ đang qua cái quá trình để mà coi như khởi vực lại. Hoặc là có nhiều lúc đặc xá nhân đạo được áp dụng trong những cái nước đang có nội chiến, giống như nước Việt Nam mình chẳng hạn. Thì hồi xưa những năm 60, 70 thì Mỹ có cấp rất nhiều cái đặc xá nhân đạo cho người Việt Nam của mình để mà qua bên Mỹ trước khi cái làn sóng tị nạn. Tại vì quý vị biết cái đặc xá nhân đạo nó chỉ là cho tạm thời thôi, qua Mỹ tạm thời để ở, và một khi qua bên này ở rồi thì có thể một là có xin thẻ xanh qua đường cưới hỏi, hoặc hai là nếu mình xin tị nạn như thế nào đó. Nhưng mà ngay lúc đó thì cái người này được lại qua bên Mỹ thay vì chờ đợi ở nước ngoài để xin tị nạn hoặc quy chế tị nạn hay như thế nào hồi xưa. Thì cái đặc xá nhân đạo này với cái tâm cái hồn của cái đặc xá nhân đạo là phải dùng cho những cái tình trạng như vậy. Chứ ví dụ một cái nước mà coi như đang có bây giờ khoanh dùng bên Nam Mỹ nhé, bên Nam Mỹ cái tệ nạn về vấn đề băng đảng rất là cao, thì thực tế trước giờ cái đặc xá nhân đạo nó nghĩ cái chuyện đó không phải là cái một cái quy mô lớn đủ để mà cho bên Mỹ cấp cho cái đặc xá nhân đạo. Nhưng mà hiện tại ngay lúc này với cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ thì có rất nhiều người từ Nam Mỹ họ qua và họ nói rằng họ đang phải đi rời khỏi nước của họ bởi vì băng đảng, cái tệ nạn băng đảng nó xảy ra rất là nhiều, và bên Mỹ là đang cấp cho humanitarian parole cho những người đó. Thì nó đang đi ngược lại với cái vấn đề là từ trước tới giờ là bên sở di trú Mỹ họ đã áp dụng cái định nghĩa đặc xá nhân đạo cho tình trạng nào, thì bây giờ ngài Biden lại đang áp dụng rằng là cứ qua đây chúng tôi sẽ cho quý vị vào để mà đặc xá nhân đạo, chứ chúng tôi cũng không có cân nhắc là coi như quý vị cái lý do quý vị đi là như thế nào và cái nước của quý vị có cái tệ nạn nhân đạo nào mà cần phải qua. Thì đó là cái lý do mà giống như hai bên. Có thể hiểu là trước đây đặc xá nhân đạo chỉ chủ yếu dùng cho vấn đề thiên tai hoặc là chiến tranh thôi. Hiện bây giờ thì nó được mở rộng lên thêm một cái cấp nữa là không những thiên tai chiến tranh mà cả bị tệ nạn băng đảng luôn. Hiểu vậy đúng không thưa luật sư? Nôm na là như vậy. Như vậy thì cái đặc xá nhân đạo này là cho phép tới Mỹ vì cái tình trạng cấp bách, họ không thể chờ lâu, chờ xin việc tị nạn thêm mất thời gian thì họ lại thêm phải nhiều cái chịu đựng khổ nữa. Thành ra đi vào trước đi rồi từ từ tính sau. Vào đây đứng đây cho yên tâm an toàn đã rồi từ từ quý vị sẽ xin giấy, xin tờ để mà được xét duyệt là người tị nạn phải không ạ? Tức là đó là cái bước đầu tiên của cái tiến trình xin tị nạn, nằm trong cái quá trình xin tị nạn. Thì bây giờ nếu như mà phía bên Cộng hòa nói cái đặc xá nhân đạo này đang được gọi là lạm dụng, tại vì cứ cho vào ồ ạt đi rồi từ từ tính á, thì nó sẽ gây ra hỗn loạn về xã hội trật tự, về an ninh, cũng nguy hiểm cho an ninh quốc gia và cũng làm cho cạn kiệt nguồn lực của quốc gia, là vì vô đông quá thì bây giờ cũng phải chi cấp như thế nào nữa. Thì bây giờ bên Cộng hòa họ muốn siết là họ muốn siết như thế nào, họ muốn trở lại về như nguyên thủy trước nay hay là họ muốn giảm một cái con số mức trần, đưa ra một cái hạn ngạch như thế nào, và hiện bây giờ thì mình có sẽ thấy là sẽ có những cái kịch bản nào nếu như cái sự thương lượng này mà được đồng ý theo phía đề xuất của Cộng hòa thì mình sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra thưa luật sư Khanh? Thưa chị, thì trước giờ là cái vấn đề di trú là một cái sự giằng co, tại vì nó có rất nhiều yếu tố trong cái trò chơi này. Đặc xá nhân đạo là một cái, trước giờ cái luật không có hạn chế con số mà người ngài tổng thống có thể cấp đặc xá nhân đạo vào nước Mỹ là bao nhiêu con số. Chưa bao giờ có một cái con số cố định cả. Chỉ tạo ra cái quy định rằng là ok, nếu mà có ai muốn xin đặc xá nhân đạo và họ coi như là đạt được những cái tiêu coi như là cái quy chế để mà xin đặc xá nhân đạo thì họ có thể xin vào nước Mỹ. Nhưng mà ngài Biden lại dùng cái đó rất là lỏng. Ngài coi như là cứ ai qua hỏi vài câu hoặc là ai qua qua tới biên giới Mỹ và Mỹ ngài cho vào luôn và cấp cái humanitarian parole luôn. Thì bây giờ bên đảng dân chủ đang nói rằng không không thể làm được như vậy được nữa, và phải có một cái quy chế có thể là quay về lại cái cách mà áp dụng đặc xá nhân đạo từ trước tới giờ. Nhưng mà giống như hồi nãy Khanh nói đây, nó có rất nhiều yếu tố trong cái trò chơi này, bởi vì đây là một cái sự giằng co.
Như cái quan trọng nhất ở đây mình cần phải nói rằng là cái con số người di dân vào Mỹ bất hợp pháp hoặc đang đợi ở biên giới Mỹ và Mỹ đang tăng rất là cao. Và bây giờ là sở di trú và bên chính quyền Mỹ không có một cách để giải quyết triệt để. Thì nên vì vậy họ mới đưa ra ba cái yếu tố này, giống như hồi nãy mình nói, chị Trà My nói là đặc xá nhân đạo nè, để cải tổ lại cái cách về xin tị nạn, và cái cuối cùng là cái trục xuất nhanh. Thì quý vị phải nhớ, những cái người nào mà vào biên giới giữa Mỹ và Mỹ ngay lúc này là họ chỉ muốn vượt qua bên Mỹ để mà, một là họ vượt qua bất hợp pháp, hoặc là họ qua họ xin tị nạn để họ ở lại lâu dài, hoặc nếu họ có đặc xá nhân đạo thì ở lại cả 2 năm. Thì đó, ba cái yếu tố này nó đang xoay một cái vòng tròn. Thì để mà chỉnh Có thể sửa đặc nói xá nhân đạo, là muốn sửa đổi cái đặc xá nhân đạo này trở về như trạng thái cũ, trở về như nguyên trạng. À, như luật sư Khanh đang nói là hiện bây giờ nó đang được sử dụng lỏng lẻo đến mức mà đã có tới 270.000 người vào nước Mỹ qua cái đặc xá nhân đạo này dưới cái thời này hiện nay. Nếu mà mình so sánh dưới thời trước, thí dụ như là những con số cao nhất hồi trước tới nay là bao nhiêu, hoặc là cái thời tiền nhiệm trước cái thời của Tổng thống Joe Biden là bao nhiêu, để mình thấy cái sự khác biệt nó có rõ ràng hay không. Trong những cái năm mà bình thường á, cái số đặc xá nhân đạo rất là ít, nó có cỡ vài ngàn thôi. Có nhiều lúc nó không thấy có 4-5 ngàn cùng. Nhưng mà trong những cái năm chiến tranh đó, giống như quý vị nhớ hồi bên Afghanistan hoặc là như thế bên Iraq đó, thì con số nó đột biến, nó nhảy lên, bởi vì cái làn sóng của người ta cần rời khỏi cái nước đó đi là coi như nó rất là cao. Nên vì vậy, trung bình thôi, mình chỉ nói trung bình, một năm bên Mỹ cấp đâu cỡ chưa từ 5 tới 10 ngàn là cao rồi. Nhưng mà giống như ta nói, đầu năm nay là đã có 200, từ tháng 1 tới tháng 10 đã có 270.000 hồ sơ đã được cấp đặc xá nhân đạo rồi. Và cái đó là vấn đề mình chưa có tính, là coi như là những cái người nào mà vượt qua biên giới là đã được hải quan hoặc nhân viên hải quan này coi như cứ cứ phủi qua cho qua luôn. Mình chưa tính những cái vấn đề đó, nhưng mà mình chính tính trên thực tế là hơn 270.000 người năm nay từ đầu tháng 1 tháng 10. Tức là cao gấp mấy chục lần cái mức bình thường. Và phía chính quyền của Tổng thống Joe Biden, của phía đảng Dân Chủ, họ cũng nói rằng là vì nó cũng có thêm một vài cái yếu tố khách quan, ví dụ như hiện bây giờ là chúng tôi phải nhận những người Afghanistan vì cái chuộc chiến tranh Afghanistan đó hạ hồi rồi đó, thì chúng tôi phải nhận những người mà chạy lánh nạn rồi chiến tranh Ukraine, cho nên chúng tôi cũng phải nhận những người đó qua cái chính sách đặc xá nhân đạo này cho nó nhanh. Tức là họ nói rằng là cũng có lý do là hai cái cuộc chiến tranh ở đó, cho nên cái đặc xá nhân đạo này nó được mở rộng vì cái lý do là có hai cái cuộc chiến tranh trong cái thời gian này. Thì cái lời giải thích đó nó có hợp lý không? Vấn đề rằng là cái lời giải thích có hợp lý, nhưng vấn đề cái con số người cho qua nó lại không có đi cùng với cái lời giải thích. Bởi vì đi nếu ví dụ mình nói là mình phải tăng lên cái đặc xá nhân đạo cho những cái nước mà đang có chiến tranh, thì thực tế là những cái người di dân hoặc là đi di cư từ những cái nước mà có chiến tranh qua bên Mỹ thì phải nhiều hơn. Nhưng mà thực tế ngay lúc này cái con số đặc xá nhân đạo thì nó lại đang quy về bên Nam Mỹ rất là nhiều. Nên vì vậy cái mình cho dù bên chính quyền ngài Biden có đưa ra cái lý do như thế nào, nhưng mà mình phải coi con số thực tế là nó phải như vậy hay không, và nó phải đi về những cái người mà đi chạy nạn từ chiến tranh từ nước của họ hay không, hay là chỉ đưa cái lý do đó ra để mà coi như mở cửa thả lỏng để cho mọi người vào nước Mỹ. Như vậy những con số thực tế cho thấy rằng là hiện bây giờ cái đặc xá nhân đạo này không phải là chủ yếu, chiếm chủ yếu, chiếm nhiều là do cái cuộc chiến tranh Ukraine hoặc là từ phía Afghanistan, mà chủ yếu là những người di dân bất hợp pháp từ phía Nam Mỹ tràn bờ, đạp chân vào lãnh thổ Mỹ bất hợp pháp qua đường biên giới Mexico, họ được cái đặc xá nhân đạo này nhiều hơn những cái nạn nhân chiến tranh như mình đang nói đây. Như vậy thì cái đặc xá nhân đạo này họ đang thương lượng, phía Cộng hòa muốn đẩy về lại nguyên trạng, và mình sẽ theo dõi xem là đẩy về nguyên trạng thì nó sẽ như thế nào. Nhưng mà trước khi mà mình biết được những cái tình hình cập nhật sau nữa đó, thì cũng xin dành thời gian để nói về cái quy định thứ hai mà phía Cộng hòa muốn phải cải tổ, muốn phải siết chặt, muốn phải sửa đổi, đó là quy định về xin tị nạn. Và cái quy định này nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều những người Việt Nam muốn tới Mỹ xin tị nạn đây. Thì xin hỏi luật sư Khanh, quy định về việc mà tới Mỹ xin tị nạn đó hiện giờ như thế nào và sẽ thay đổi như thế nào? Theo ý Để mà mình nói về cái vấn đề xin tị nạn này, thì trước hết cái linh hồn của cái vấn đề xin tị nạn thì chưa có thay đổi. Có nghĩa là mình vẫn phải chứng minh là mình bị đàn áp một trong năm cái lĩnh vực, giống như dân tộc, sắc tộc, về chính trị, về đạo phái, hoặc là về mình thuộc về một cái nhóm của những người nào đang bị đàn áp. Cái đó nó không bao giờ thay đổi, chưa bao giờ thay đổi, và Khanh nghĩ trong tương lai cũng rất hiếm nào có khi cơ hội thay đổi lắm. Cái mà bên cả hai bên đảng Cộng hòa và Dân chủ đang muốn thay đổi và đang cân nhắc về cái thay đổi là về cái quá trình cái cuộc phỏng vấn, nó gọi là cái credible fear interview.
Thì trước hết nha, để mình nói cái người Việt Nam của mình bị ảnh hưởng hay không á, thì nó chỉ ảnh hưởng cái này nó chỉ ảnh hưởng cho những người nào từ ở ngoài biên giới Mỹ và Mẹ đang muốn bước vào cửa khẩu và xin tị nạn ngay ở cửa khẩu. Có nghĩa rằng là khác với những người nào đã được vào Mỹ rồi, có nghĩa là một họ vào Mỹ bất hợp pháp hoặc là họ có thị thực vào Mỹ, thì cái credible fear interview này sẽ không có xảy ra đối với những cái người này. Cái credible fear interview chỉ xảy ra đối với những người có hoàn cảnh nào từ biên giới Mỹ và Mẹ vào Mỹ để xin tị nạn và bị bắt hoặc là bị bắt, thì tới lúc đó họ mới có cái cơ hội họ xin cái credible fear interview. Cái credible fear interview có nghĩa là cái cuộc phỏng vấn để coi rằng là cái nỗi sợ hãi của họ có phải là thật hay không về vấn đề họ xin tị nạn. Nếu mà cái qua cái cuộc credible fear interview đó và cái người nhân viên của hải quan và của sở di trú họ nói rằng họ có thấy cái người này có một cái nỗi sợ hãi và nói là thật hơn là không thật, thì họ sẽ cho cái những cái người này vào Mỹ để mà xin tị nạn. Và nếu mà những cái người hải quan này họ cảm giác rằng là không, cái người này họ không đáng tin cậy về cái nỗi sợ hãi của họ, thì cái những cái người nhân viên này có thể từ chối cái credible fear interview đó, và cái người xin credible interview có phép xin quan tòa di trú duyệt lại một lần nữa. Và nếu mà quan tòa di trú duyệt lại một lần nữa và đồng ý rằng có cái nỗi sự sợ hãi, thì quan tòa di trú sẽ cho những cái người này xin tị nạn với quan tòa di trú. Còn nếu mà quan tòa di trú vẫn bác cái đơn này thì bên hải quan sẽ đẩy ngược những người này lại về biên giới. Thì đó là cái cách mà áp dụng cái credible fear interview từ trước tới giờ. Và đối với cái credible fear interview á, thì cái người phỏng vấn cái credible interview họ có đủ quyền lực để mà họ hạn chế, họ hỏi như thế nào, và họ sẽ tự không có một cái quy định nào cả về phải duyệt cái hồ sơ credible fear interview như thế nào. Bên trong sở di trú họ có đưa ra một cái memorandum of under cái memorandum of law, có nghĩa là một cái để mà họ lý giải về cái cách mà những cái người nhân viên phải tuân theo như lúc mà họ họ xử lý cái cuộc phỏng vấn về cái sự sợ hãi này. Nhưng mà cái vấn đề rằng là họ không có nói rằng là cái quyết định sẽ dựa theo những cái coi như là cái chỉ tiêu này mà cái memorandum đã đưa ra, nhưng mà cái quyết định cuối cùng là sẽ cho cái người phỏng vấn đó họ duyệt. Thì bây giờ đối với bên đảng Dân Chủ thì đang nói rằng là phải chỉnh sửa lại cái cách phỏng vấn cái credible fear interview này, và phải sửa lại tại vì vấn đề bây giờ là bên chính quyền ngài Biden đang cũng là hơi lỏng lẻo về cái vấn đề cái credible fear interview. Nếu mà mình quay ngược về cách đây hơn 3 năm trước đây, lúc mà ngài Trump còn tại vị, thì ngài Trump lúc mà cái credible fear interview thì rất là khó, mà cái người coi như là cái người phỏng vấn họ rất là khó, họ bác rất là nhiều, coi như là họ bác rất là nhiều, mà tới lúc mà đẩy lên cho quan tòa để xét quan tòa di trú để xét duyệt lại, quan tòa cũng bác tiếp. Nên vì vậy trong cái thời gian đó rất là khó để thắng những cái hồ sơ mà xin credible fear interview. Nên vì vậy cái con số người vào đó, họ bị hạn chế, họ bị đẩy ra lại cái biên giới liền cho họ không có thể ở đây lâu. Nhưng mà tới cái thời điểm này đó, thì ngài Biden có đưa, Khanh không có thể nói là ngài Biden đưa, nhưng mà ngài đang cái chính quyền của ngài lại đang coi như là lắm về cái vấn đề cho tắt cái credible fear interview này. Nên vì vậy cái Rõ, xin giải thích rõ là lỏng lẻo cho tới mức như thế nào. Tức là trước nay thì ra sao mà hiện bây giờ thì dễ giải ra sao? trước đây thì không phải là ra sao, nhưng mà tại vì cái con số mình chỉ coi rằng là cái hệ thống mà trục xuất là đã có bao nhiêu hồ sơ đang bị nghẽn ở đó thôi. Thì lúc mà ngài Trump tại vị thì cái con số nghẽn nó cũng lên cao, nó đâu cỡ 1,5 triệu, 1,7 triệu, nhưng tới bây giờ là coi như nó đang nằm nằm ngắt ngưỡng cỡ 2,6 triệu, 2,7 triệu, có nghĩa là trong nó tăng lên 1 triệu hồ sơ. Thì bên cái này là mình chỉ nói về cái bộ phận trục xuất thôi nhé, còn về sở di trú thì họ cũng chưa có đưa ra thống kê là họ có bao nhiêu cái hồ sơ xin tị nạn mà sở di trú phê duyệt. Cái này là mình chỉ nói là những cái người nào mà đang bị trong quá trình trục xuất mà bên tòa di trú phải coi như giải quyết, thì những cái hồ sơ để mà xin tị nạn đó, nó tăng rất là cao, nó chiếm hơn 60 phần 7 nó chiếm chiếm hơn 70% của cái 2,7 triệu hồ sơ đó. Thì nên vì vậy mình sẽ thấy rằng là bây giờ cái vấn đề rằng là những cái người mà vào biên giới á,
thì thông thường là bên nhân viên hải quan sẽ cấp cho họ, họ nói rằng là ok, tôi tin quý vị là đang có một cái sự sợ hãi để quay về nước của quý vị, nên vì vậy chúng tôi sẽ cho quý vị một là tại ngoại để mà xin tị nạn với quan tòa di trú, hoặc hai nếu mà chúng tôi quý vị không tại ngoại được thì quý vị sẽ xin tị nạn với quan tòa di trú khi mà quý vị đang ở trong tù di trú. Thì con số nó đang tăng rất là nhiều, có nghĩa là một khi nó tăng rất là nhiều có nghĩa có hai yếu tố: một là những cái con số lần dân từ nước ngoài vào đang tăng, và cái thứ hai nữa rằng là nếu mà cái con số lần dân của người nước ngoài vào đang tăng mà bên hải quan họ không có chặn kịp, có nghĩa họ cho thông qua, thì có nghĩa họ cái cách mà họ duyệt cái credible fear interview này nó cũng lắm rồi, họ không có thông báo ra một cái con số là bên hải quan hoặc là nhân viên của bên CBP là cấp bao nhiêu cái credible fear interview, họ không bao giờ họ đưa ra con số đó cả, họ chỉ mình chỉ thấy được bằng cái con số mà những người bị trục xuất nó tăng cao hay nó giảm thôi, mà hiện tại bây giờ nó đang tăng cao có nghĩa rằng là hải quan đang cho thông qua nhiều. Tức là những người mà đang chờ xét xử đã được nói rằng là quý vị phải đi ra tòa để mà xét xử cái cơ hội của quý vị đó, thì cái số đó nó tăng nhiều, cho thấy rằng là cái sự phỏng vấn để mà quyết định là những người này đáng tin cho vào nước Mỹ hay là không đáng tin đuổi về nước, thì cái đó nó hơi nhẹ tay lúc này, tức là tin nhiều quá cho vào nhiều quá, hiểu vậy đúng không ạ? Dạ đúng chị, và tin nhiều quá hoặc là có thể là không phải tin nhiều quá mà có thể là cái này Khanh chỉ nói có thể thôi nhé, tại vì Khanh cũng chưa có thấy những cái thông tin nào mà chính xác nói ra. Một là có thể là bên ngài Biden có đưa chỉ thị xuống rằng là phải lỏng lẻo hơn để cho những cái người này họ có thể xin tị nạn, và phải cái cách mà đồng ý chấp thuận cái cuộc phỏng vấn này phải coi như là dễ hơn trước đây, thì có thể là như vậy. À, nhưng mà bây giờ đối với cái sự cải tạo này mà cả hai bên đều đang phải đàm phán là cái làm sao để siết chặt lại về cái vấn đề cái cuộc phỏng vấn để mà tìm cái nỗi sợ hãi này có phải là thật hay không, thì bây giờ họ bên cả hai bên đều chưa có đưa ra những thông tin chính xác, nhưng mà giống như Khanh nói để mà giải giải tỏa cái vấn đề này á, thì mình phải làm sao để mình ngăn chặn, và ngăn chặn có nghĩa phải siết chặt, tại vì để mà ngăn chặn cái nguồn người vào thì mình phải siết chặt cái lỗ những cái sự lỏng lẻo lại, Tức và là cái từ credible chối fear nhiều hơn, từ chối nhiều hơn rồi chứ là từ gì? chối nhiều hơn, và mình phải có cách từ chối đúng theo luật để mà làm sao để mình làm đúng theo luật để mình khỏi bị kháng kiện, và để mà làm đúng theo để mà coi như cả hai bên đều có một cái sự đồng ý với nhau, có nghĩa hai bên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều có một cái sự đồng ý với nhau để họ bắt tay, họ nói ok chúng tôi nhất quyết về cái vấn đề này, chúng tôi đồng ý và chúng tôi thỏa thuận về vấn đề này. Còn nếu mà ví dụ cả hai bên đều không đồng ý thì cái tình trạng này nó sẽ kéo dài. Như vậy về cái quy định tới Mỹ xin tị nạn đó là phía Cộng hòa họ không muốn thay đổi về cái điều kiện, tức là cái điều kiện vẫn là những người tới Mỹ xin tị nạn vẫn là những người bị cái mối đe dọa đàn áp về tôn giáo, đàn áp về chính kiến chính trị, đàn áp về màu da, quốc tịch, sắc tộc, quốc tịch, rồi đàn áp là vì họ thuộc một cái nhóm rất dễ bị nhắm mục tiêu. Đó Cái là những đó không thay đổi. là quý vị đủ điều kiện đó là có quyền tới Mỹ để xin tị nạn, nhưng mà bên Cộng hòa thì họ muốn siết chặt lại cái khâu thẩm vấn ban đầu, tức là cái vòng sơ khảo đó, cái vòng mà người gọi nôm na là cái vòng giữ xe đó, tức là Không, từ cái vòng ngoài vòng ngoài á, đúng rồi. là quý vị phải sàng lọc lượt ra rất là chính đáng những người đúng người thật việc thật thì mới cho vào tiếp theo vòng trong, chứ còn ở vòng ngoài này những người mà không có đáng tin, không có sợ hãi gì cả, không phải là đúng là đi tị nạn chính trị, tị nạn màu da sắc tộc, thì quý vị phải cản cản chân họ, đuổi họ về đi, chứ còn đi vô ngồi một là chen chúc ở đây ngồi rất là chờ rất là lâu, một cái thời gian ứ động rất là dài, chúng tôi giải quyết không xuể. Tức là phía Cộng hòa muốn cái những cái cuộc thẩm vấn về xác định cái nỗi sợ hãi đó phải chặt tay, phải nghiêm chỉnh lại chứ không có quá dễ dãi, quá lỏng lẻo. Rồi về mặt cái thay đổi thứ ba đó là cái việc trục xuất nhanh, thì trước nay việc trục xuất nhanh này được thực hiện ra sao, hiện bây giờ nó đang được thực thi thế nào, và họ muốn thay đổi là muốn thay đổi kiểu gì, ở mức độ nào, thưa luật sư Khanh? Thưa chị và kính thưa quý vị, thì cái trục xuất nhanh này được ra đời từ cái ngày Bill Clinton còn tại vị, thì cái này cái lúc mà cái luật được đưa ra, cái luật nó gọi là Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act đó, được đưa ra là năm 1996 và được ký vào để mà áp dụng thành luật trong 1997. Thì ngay lúc đầu cái luật trục xuất nhanh đưa ra thì nó rất là hạn chế, nó chỉ cho hạn chế những cửa khẩu thôi, có nghĩa là những cửa khẩu đường biển và đường hải quan, đường đường biển và đường hải đường không hàng không đó,
thì những cái nơi giống như nơi những phi trường hoặc những cái cảng, thì lúc mà những cái người hải quan họ tìm thấy những người mà nếu mà hải cảng, nếu mà đem lên cảng thì sẽ là người stow away, có nghĩa những người người ta trốn. Còn nếu mà vào hải quan thì cũng có nhiều lúc người ta dùng hộ chiếu giả này nọ đó, thì những cái người này sẽ bị trục xuất ngay cái hải cảng, cái cảng đó hoặc là cái cửa khẩu hàng không luôn. Thì cái đó gọi là expedited removal, có nghĩa là những cái người này họ không có phép để vào Mỹ, cho dù họ muốn xin tị nạn cũng không được, phải trục xuất nhanh luôn ngay lúc đó luôn. Thì cái đó là tới năm 2002 á, thì bên hồi xưa gọi là INS mà 2002 là cũng chuẩn bị đổi qua thành USCIS rồi, thì có thay đổi rằng là những cái người nào mà họ vào nước Mỹ bằng đường biển, đường hàng không, hoặc là họ chưa có được bên hải quan Mỹ hoặc sở di trú Mỹ cấp giấy phép cho họ vào Mỹ, hoặc là có cái parole vào Mỹ, có nghĩa là cho phép quyền họ vào Mỹ, và họ chưa có ở Mỹ quá 2 năm, chưa ở Mỹ quá 2 năm nhé, có nghĩa rằng là ba yếu tố hàng không, đi đường hàng không hoặc là đi đường biển, hoặc là chưa được giấy phép cấp vào Mỹ, hoặc là chưa vào Mỹ chưa quá 2 năm, thì những người này một khi bị bắt có thể bị trục xuất nhanh. Rồi tới năm 2004 thì mà tới năm 2004 thì bên Mỹ là bên sở di trú lại họ thêm gia hạn lần nữa, họ nói là bây giờ cái phạm vi này nó sẽ chạy 100 dặm từ biên giới Mỹ và Mỹ đẩy vào 100 dặm, biên giới Canada và Mỹ đẩy vào 100 dặm, thì có hoặc là những cái bên east, những cái bên đường biển ở bên bờ Tây hoặc bờ Bắc thì đẩy vào hết 100 dặm. Thì Tức là nếu mà bất bị cứ bắt người trong cái nào phạm vào vi đó, bất hợp pháp trong những cái đường biên giới cách 100 dặm cái biên giới thực thụ đó thì hễ mà bị bắt gặp là trục xuất nhanh. dạ đúng rồi, và trục xuất nhanh, và thì có cái đó thì xong. Bắt đầu là tới những năm 2019 thì ngài Trump mới nói rằng là bây giờ toàn nước Mỹ luôn, nếu mà bây giờ chúng tôi bắt được ai mà vào nước Mỹ mà chưa ở đây được 2 năm và vào Mỹ bất hợp pháp, bằng bắt ở đâu cũng vậy, trong toàn nước Mỹ chứ không phải là trong 100 dặm từ cái biên giới nữa, thì chúng tôi có quyền trục xuất nhanh. Thì tới bây giờ đó là bây giờ bên cả hai bên nước và hai bên đảng Cộng Tôi hòa và đảng Dân chủ đang sẽ khanh sau cái việc áp dụng của thời Trump thì tới thời Biden thì cái trục xuất nhanh này đang thực thi ra sao, đang được áp dụng như thế nào? đối với tới ngày thời ngày Biden thì cái vấn đề trục xuất nhanh này nó vẫn còn, nhưng mà thực tế là bởi vì quý vị phải nhớ trục xuất nhanh là mình phải bắt và mình tự mình trục xuất, nhưng mà đối với tới cái thời ngày Biden thì ngài lại đang cho những cái người này vào và họ ngài không có áp dụng trục xuất nhanh nhiều, tại vì nếu mà ngài có áp dụng trục xuất nhanh thì mình đâu có cái vấn đề mà có quá nhiều hồ sơ được cấp là đặc xá nhân đạo, hoặc là có quá nhiều cái hồ sơ được coi như là có cái ngành bên nhân viên bên hải quan thì như thế nào sẽ nói là những người này có một cái sự sợ hãi thật thật sự đối với để mà quay về nước của họ. Tại vì nếu mình áp dụng trục xuất nhanh cho Nhanh đúng rồi đó thì là thì sao, có cái tình trạng mà bị ứ động, bị dồn đúng dập. rồi, nó sẽ không có bị ứ động nhiều như vậy, tại vì bên nhân viên của sở di trú là sẽ và nhà quan tòa sẽ là làm việc rất là nhanh để đẩy những người này từ biên giới để qua lại. Thì cái trục xuất nhanh này có nhiều lúc đó, mình nghĩ là nó phải qua quan tòa đúng không, nhưng mà thực tế nó không phải vậy, có nhiều lúc trục xuất nhanh là một khi cái người nhân viên hải quan họ đi tuần tra đi, thì sao họ thấy một cái người bất hợp pháp vào thì họ nói không, bây giờ một tôi cho ông hoặc bà một trong hai cơ hội, một tôi bắt tôi đưa vào bên tù di trú để mà ông bà có cái credible fear interview, hoặc hai tôi quay ngược quý vị lại ngay lúc này, thì cái người đó chọn họ mà quay ngược lại thì cái đó là cũng là tính là một cái trục xuất nhanh. Và nếu họ bắt để họ đẩy vào để mà coi như là cho bên nhân viên của sở di trú, nhân viên hải quan họ tra thêm một vòng để họ đẩy đi lại, cái đó cũng là một cái trục xuất nhanh. Nhưng mà nếu mà mình áp dụng trục xuất nhanh tốt á, và có đầy đủ nhân lực để áp dụng trục xuất nhanh, thì cái vấn đề ở biên giới ngay lúc này sẽ không có phải như vậy nữa. Thưa luật sư khác, như vậy Đảng Cộng Hòa muốn chỉnh sửa về trục xuất nhanh, tức là họ muốn chỉnh sửa như thế nào? Quay về cái thời y chang như thời của Tổng thống Trump, tức là ở đâu mà bắt gặp được bất hợp pháp là trục xuất nhanh luôn chứ không cần phải sát đường biên giới, hay là họ muốn Bây giờ là vấn đề là không phải đảng Cộng hòa, mà ví dụ đảng công chủ dân chủ đang muốn như thế nào về vấn đề trục xuất nhanh. Có thể nếu mà Khanh ước tính, Khanh đoán thôi nhé, có thể là đảng dân chủ sẽ nói rằng là bây giờ sẽ áp dụng cái trục xuất nhanh toàn diện, có nghĩa rằng là nếu mà cái người trước hết là họ phải một tăng số nhân lực ở biên giới lên,
Cái thứ hai sẽ cho phép những cái người nhân viên của sở di trú và hải quan đó, có quyền để mà trục xuất nhanh ngay lúc đó luôn. Và cái thứ ba là họ phải đưa ra một cái quy chế để làm sao để mà loại những cái hồ sơ trục xuất nhanh. Tại vì bây giờ nếu quý vị có theo dõi là những người nào mà đang đi với gia đình, có nghĩa là vợ chồng con cái đi cùng một lúc đó, phần lớn sẽ được cấp cái đặc xá nhân đạo để mà vào Mỹ chung để mà xin tị nạn. Thì nên vì vậy nếu mà mình coi cái thống kê của bao nhiêu người có gia đình được vào thì nó cao lắm. Nên vì vậy để mà chỉnh sửa cái trục xuất nhanh đó, thì có nghĩa rằng là theo Khanh dự tính và đoán thôi nhé, là một là phải nới rộng cái quyền lực của những người nhân viên ở biên giới để mà họ có cái quyền họ trục xuất nhanh này. Và cái thứ hai là cũng phải vấn đề cho dù gia đình hay không, nếu họ không có đầy đủ cái yếu tố cũng phải trục xuất họ thôi, chứ không phải là ưu tiên cho gia đình để mà coi như đoàn tụ gia đình để mà đẩy gia đình qua biên giới. Và cái thứ ba nữa đó là giống như Khanh nói, phải đưa ra một cái quy chế rất là rõ ràng về vấn đề cái hồ sơ nào mà có thể trục xuất nhanh và những người nào có thể trục xuất nhanh. Và cái thứ tư nữa là cũng phải có rất nhiều nhân viên Cái để mà việc mà trục xuất nhanh nó được áp dụng trên toàn quốc, tức là gặp ở đâu bất hợp pháp là trục xuất nhanh luôn, chứ không cần phải là gặp ở ngay đường biên giới cách bao nhiêu. Thì nếu nó áp dụng như vậy đó thì nó sẽ có hiệu quả hay là hệ quả thế nào? Nếu mà áp dụng như vậy thì có thể sẽ có hệ lụy chứ không phải hệ quả, tại vì vấn đề nó sẽ cho phép những cái người, tại vì quý vị biết đó là nhân viên sở di trú họ không có đủ nhiều để mà họ tuần nguyên cả nước Mỹ, thì nên vì vậy nó cái quyền tuần trình đó là sẽ là quay về với coi như tuần tra sẽ quay về với bên cảnh sát của tiểu bang hoặc là cảnh sát của liên bang. Thì nếu mà mình cho cảnh sát tiểu bang cảnh sát liên bang họ làm những việc này thì chắc chắn cái từ kế tiếp mình sẽ nghe đã gọi là racial profile, có nghĩa rằng là mình thanh lọc, mình chọn những cái người màu da nào mình nghĩ là có nguy cơ là sẽ ở bất hợp pháp để mình bắt họ, thì nên vì vậy nó sẽ vi phạm với cái quyền nhân lực của cái quyền người của mình mà có ở bên Mỹ. Thì nên vì vậy nếu mà mình áp dụng toàn nước Mỹ thì Khanh nói thật nó sẽ có vấn đề nội bộ rất là nhiều. Nên để mà mình làm cái trục xuất nhanh, trước giờ trục xuất nhanh nó chỉ hạn chế trong cái biên giới thôi, tại vì cái đó mình có thể lý giải được. Còn ví dụ những cái người nào họ đã vào bên trong họ ở một cái thời gian rất là lâu rồi, làm sao mình biết họ như thế nào? Và để mà những người cảnh sát họ cũng đâu có phải họ có đầy đủ khả Thì năng hoặc là coi như những xin được tóm ý rất là nhanh, tức là nếu mà trục xuất nhanh mà được áp dụng trên toàn quốc đó, thì được cái kết quả đó là có thể giúp cho tháo gỡ được cái ùn tắc hiện nay, tức là cứ trục xuất nhanh thì ở đâu cũng trục xuất nhanh được, thì nó giải tỏa được cái vấn đề là di dân bất hợp pháp tràn bờ rồi đi gọi là trà trộn chen chúc vào cái xã hội Mỹ, gây là rối loạn hoặc là gây xáo trộn an ninh xã hội, thì cái đó là một cái điểm tích cực. Nhưng mà cái điểm tiêu cực thì nó cũng có thể khiến cho cái việc là phân biệt kỳ thị, là vì cứ nghi nghi người ta một cái là chặn người ta lại rồi hỏi giấy tờ xét hỏi rồi muốn trục xuất nhanh, thì cái đó nó cũng gây cái ảnh hưởng tới cái nhân quyền quyền con người của người ta nữa, thì khiến cho người ta cũng cảm thấy bị giống như là bị nhìn bằng con mắt thứ hai hoặc là bị kỳ thị đó. Thì cái đó là cái hệ quả và cái hệ lụy của cái việc trục xuất nhanh nếu như nó được áp dụng. Hiện bây giờ ba cái mục tiêu này đang được đôi bên thương lượng để xem coi bên nào nhường bước nào và thì nhường tới đâu, thì chúng ta sẽ phải chờ thêm một vài ngày nữa. Thì quý vị mong quý vị là chờ đón chương trình tối thứ năm hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những cái cập nhật mới nhất về vấn đề đường biên giới của Mỹ lúc hiện giờ, tại vì lúc này là cái lúc mà đường biên giới Mỹ nóng bỏng hơn bao giờ hết, số di dân bất hợp pháp cao hơn bao giờ hết, cao với con số kỷ lục 2-3 triệu người chứ không phải như trước nữa. Thì nước Mỹ phải gỡ rối những cái vấn đề này trước khi nước Mỹ có thể làm được những cái việc bên ngoài, tức là phía Cộng hòa nói rằng là nội bộ chúng ta chưa giải quyết xong những chuyện chúng ta cần làm, tiền bạc chúng ta nên dành để mà giải quyết chuyện nội bộ trước khi là đi cho bên ngoài giúp đỡ bên ngoài chiến tranh này kia. Thì đó là cái lập luận của phía Cộng hòa. Phía Dân chủ thì nói những cái đề nghị mà quý vị đưa ra nếu mà áp dụng nó cũng chẳng giải quyết được bao nhiêu, tại vì bức tranh di trú chung là bây giờ phải cải tổ, là phải rã đám sửa đổi lại toàn bộ cơ, chứ còn sửa đổi đây chút đôi chút thì cũng không ép phê gì. Và thứ hai là Dân chủ nói rằng nếu mà làm như vậy thì sẽ mất cái hình ảnh nước Mỹ là một nước đất nước khoan dung, một đất nước mà nhân đạo, một đất nước mà là một cái nơi an toàn cho những người khốn khó họ tìm tới, cho nên là mất cái hình ảnh nước Mỹ. Nhưng mà tuy nhiên cũng có lập luận ngược lại là hình ảnh của nước Mỹ là nhân đạo chúng ta muốn giữ đấy, nhưng mà quý vị tới đây để mà tìm kiếm sự nhân đạo, sự bảo vệ phải bằng con đường hợp pháp thì chúng tôi bảo vệ quý vị, chứ còn quý vị tới bằng con đường bất hợp pháp mà bảo chúng tôi phải bảo vệ quý vị rồi nếu không như vậy thì vô nhân đạo, thì cái đó là vô lý. Tức là cái sự tranh cãi nó rất là nảy lửa, rất là cam go khốc liệt lúc này, càng khốc liệt hơn nữa trong cái tình hình là thế giới đang có những cái cuộc chiến tranh cần Mỹ hỗ trợ, cần Mỹ chi tiền.
thì một bên dân chủ muốn chi tiền nhưng mà bên cộng hòa không muốn, là vì phải sửa đổi những chuyện nội bộ về di trú trước cái đã rồi chúng tôi sẽ chi. Thì cái câu chuyện này nó là một cái câu chuyện không chỉ của nước Mỹ mà câu chuyện của thế giới nữa. Thưa quý vị, thì mong quý vị theo dõi để mà có được những thông tin xác đáng tin cậy hàng tuần. Lúc này mình không còn nhiều thời gian, xin trả lời những câu hỏi rất nhanh cho quý khán thính giả. Thưa luật sư Khanh, là lần trước hỏi mà luật sư trả lời chưa có rõ, nếu có lệnh trục xuất rồi mà cái người đó trốn thì sao, sở di trú sẽ bất lực hay sao? Không phải là sở di trú bất lực, nhưng mà nếu mà cái sở di cái người đó lại bị bắt rồi, có nghĩa là cảnh sát quận hạt hoặc là cảnh sát khu vực họ bắt, thì họ sẽ đẩy sở di trú và sở di trú sẽ trục xuất họ. Tại vấn đề rằng là quý vị phải nhớ, nước Mỹ này rất là lớn, cái diện tích rất là lớn và nhân viên của sở di trú họ rất là hạn chế, nên vì vậy nếu mà có bị bắt thì họ sẽ trục xuất, còn nếu mà họ trốn thành công được thì đúng là coi như là họ trốn thôi. Cũng giống như quý vị đọc có rất nhiều người mà giết người xong trốn, trốn mấy chục năm sau bị bắt rồi bị coi như phán án, thì trốn di trú cũng y hệt như vậy thôi. Có nhiều người ta trốn thành công nhưng mà lúc mà họ bị bắt lại thì sở di trú sẽ trục xuất họ. Nhưng mà trốn, cho dù có trốn thành công thì cái cuộc sống của họ cũng là một cuộc sống chui, một cuộc sống ngầm khó khăn vất vả, không có được những cái quyền bình đẳng, tức là không có cái quyền đi làm. Dạ đúng rồi. Cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi của Đỗ Mỹ: tôi xin du lịch Mỹ 2 tháng rưỡi, tôi về Việt Nam tháng 6 năm sau, visa đang còn hạn, muốn sang tiếp lần nữa 2 tháng 4 tháng được không? Visa hết ngày 7 tháng 9 2024. Dạ được, không thành vấn đề. Dẫu sao quý vị đặt chân qua Mỹ trước khi cái thị thực hết hạn là được rồi. Dạ, tôi làm hồ sơ EB3, con tôi sinh tháng 9 năm 2004, hồ sơ nộp lên Bộ Lao động tháng 11 2022, lúc đó 18 tuổi. Bộ đã chấp thuận vào đầu tháng 12 năm ngoái. Tôi chuẩn bị nộp đơn 140. Xin hỏi tuổi của con tôi được khóa tại thời điểm lên Bộ Lao động nộp 140. Tuổi của con quý vị không có được khóa, nhưng mà sẽ dùng được cái luật trừ tuổi thôi, chứ không phải là khóa nhé. Cái thời gian sở di trú họ duyệt cái hồ sơ I-140 trừ đi cái thời gian mà quý vị nộp vào cái ngày ưu tiên đó, thì mình sẽ trừ tuổi thôi chứ không có khóa. Dạ, xin hỏi luật sư là khi Trà My xin lỗi quý vị, là tại vì cái câu hỏi này đọc chưa có kịp thì nó đã nhảy, nó chạy lên cái câu hỏi khác. Bây giờ xin chuyển qua bên phía YouTube để xem coi các bạn có những câu hỏi bên YouTube hay không nha. Quý vị mong 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 mau để câu hỏi dùm Trà My để chúng ta có đủ thời gian để trả lời cho tất cả mọi người. Xin hỏi tôi có thẻ xanh vĩnh viễn, mỗi năm tôi phải lưu trú tại Mỹ bao nhiêu ngày để được duy trì thẻ xanh này? Thông thường đó là cái luật là nói là trong một năm là có 365 ngày, thì quý vị phải ở đây hơn nửa thời gian đó. Nếu mình tính đông nam 360 ngày thì có phải là 181 ngày, có nghĩa rằng là mỗi năm phải hơn 181 ngày, mà nếu mình tính tháng thì mình phải hơn 6 tháng. Dạ, câu hỏi của bạn Thọ đã hỏi tuần trước nhưng chưa được trả lời. Cha mẹ đang du lịch ở Mỹ, con là công dân Mỹ có bảo lãnh định cư luôn ở Mỹ được không? Có phạm luật không? Và nếu Dạ được được định chứ. cư. Dạ. Quý vị có thể bảo lãnh người bố mẹ đang du lịch ở bên Mỹ định cư không thành vấn đề, nhưng mà tốt nhất là bảo lãnh sau 90 ngày từ cái ngày hai bác đặt chân xuống Mỹ, sau 90 ngày. Câu hỏi tiếp theo là nếu được định cư sau khi cha mẹ có thẻ xanh rồi bảo lãnh con đang du học tại Mỹ, theo F2B thì có bị khó dễ gì không? Khó dễ thì không, nhưng mà có vấn đề rằng là cái người con nó phải ở bên Mỹ hợp pháp hoàn toàn tới lúc mà họ có thể chuyển dạng, còn nếu không họ phải rời khỏi Mỹ họ về Việt Nam. Dạ, xin hỏi luật sư Khanh là cái việc mà đi tị nạn sang Mỹ, tới Mỹ xin tị nạn hoặc là xin tị nạn từ bên cao ủy tị nạn thì cái nào, con đường nào ngắn hơn? Con đường ngắn hơn đó là con đường qua Mỹ để xin tị nạn. Tại vì làm việc với bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cũng rất là lâu, mà mình phải đợi từ cái nước thứ ba để mà xin với họ. Nên vì vậy qua bên Mỹ thì sẽ ngắn hơn, nhưng vấn đề là tùy theo quý vị qua Mỹ bằng cách nào. Nếu mà quý vị qua Mỹ qua cái đường mà đi bộ tới biên giới đó, thì nó sẽ cực hơn. Cái đó là rất là tùy thôi. Dạ, Diệu An xin hỏi tôi có visa Mỹ ngày 11 tháng 9 năm sau hết hạn, ngày 7 tháng 9 năm sau. Tôi đi Mỹ lần 1 là tháng 10 năm nay tới ngày 4 tháng Giêng năm sau, tức là 2 tháng rưỡi thì về. Visa còn hạn 30 tháng 6 năm sau, tôi lại sang Mỹ đến 30 tháng 9 năm sau, 4 tháng trên visa hết hạn. Vậy tôi có sai luật không? Dạ không, cô cứ vào Mỹ trước khi cái ngày visa hết hạn là cô vẫn có thể ở quá sau tới cái ngày visa hết hạn được, cũng không sao cả. Dạ, xin hỏi F4 đang được giải quyết tới đâu rồi thưa luật sư? Thưa quý vị, F4 bây giờ là cái ngày ưu tiên là được duyệt tới ngày 1 tháng 3 2008. Dạ, trong lúc này thì Trà My đã trả lời hết những câu hỏi mà quý vị gửi ở đây. Chính cho tới thời điểm này là đã
À, còn thêm một câu hỏi của Dương Lê, hồ sơ bảo lãnh bị bác rớt À, Phan với. xin lỗi, để Phan chỉnh lại lời nói. F4 mới về tới ngày 22 tháng 5 2007, tại vì Phan coi cái ngày ưu tiên cho làm hồ sơ, chứ xin lỗi. F4 nhích được lên 2 tháng, tại vì tháng vừa rồi là tháng 3 2007, bây giờ lên tới tháng 5 2007. Dạ, Dương Lê xin hỏi hồ sơ bảo lãnh bị bác rớt phỏng vấn, nếu muốn làm bảo lãnh lại thì hồ sơ trả về lại sở di trú hay là ở lại MVC? À, trước hết đó là một khi bên lãnh sự đã bác phỏng vấn rồi, hoặc là tùy tùy nơi bác nhé. Nếu mà bên sở di trú bác là quý vị đang xin bên Mỹ này á, mà sở di trú bác á, thì họ sẽ đưa ra quyết định luôn, không có trả về đâu cả. Nhưng mà nếu mà quý vị đang bên Việt Nam và quý vị làm việc với lãnh sự và lãnh sự bác, thì trước hết cái hồ sơ này sẽ được phải quay về sở di trú, và cái thời gian quay về rất là lâu, có nhiều lúc có 2 năm lận. Nên nếu mà quý vị đã có quyết định của lãnh sự bác rồi thì quý vị coi cái quyết định nó như thế nào, và quý vị có thể làm cái I-130 mới để mà khởi đầu lại, để mà chỉnh sửa những cái khuyết điểm mà bên lãnh sự họ có nói. Chứ mình mà đợi cái hồ sơ I-130 được quay về với sở di trú để sở di trú đưa ra quyết định đó rất là lâu. Cảm ơn luật sư di trú Khanh Phạm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trà My thấy là đã trả lời lượt qua tất cả những câu hỏi của quý vị gửi ở đây. Nếu quý vị không còn câu hỏi nào thêm, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần sau. Chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Trước khi rời chương trình, Dung Nguyễn xin hỏi thêm, tôi không bất hợp pháp, tôi ở bất hợp pháp và sinh con. Vậy khi con tôi 21 tuổi có thể bảo lãnh cho tôi được không? À, cái đó tùy theo quý vị vào nước Mỹ hợp pháp hay bất hợp pháp. Nếu mà quý vị vào Mỹ hợp pháp với cái visa du lịch hay như thế nào đó, và sau đó quý vị ở lại bất hợp pháp và quý vị có đẻ con, thì yes, con quý vị đạt 21 tuổi có thể bảo lãnh cho quý vị. Nhưng từ đây tới đó là quý vị phải sống một cái cuộc sống rất là giống như chị hồi nãy nói là chui, Chui rất ngầm. sống chui rất ngầm á. Thì đã có Khanh đó đại diện những người như vậy rồi, họ đẻ con ra mà họ sống chui 20 mấy năm trời thì con của họ mới bảo lãnh. Khanh làm rồi, nhưng mà cái đó là tùy theo quý vị thôi. Dạ, Vinh Thanh xin hỏi mẹ có cha mẹ có thể sanh bảo lãnh con độc thân đang làm việc tại Mỹ theo diện H1B hồ sơ bao lâu mới được nhận? Con mà độc thân bên Mỹ mà hơn 21 tuổi thì cái hồ sơ này nó sẽ được rơi vào, có nghĩa là dạng F2B, mà F2B bây giờ sở di trú họ đang duyệt đâu cỡ gần 8 năm trời, hơn 8 năm. F2B cái ngày ưu tiên họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 10 năm 2015. Thì cái vấn đề quý vị sẽ làm sao, quý vị phải ở đây hợp pháp hoàn toàn tới lúc cái hồ sơ được đáo hạn luôn. Cô Vũ Thị Thanh Thủy xin hỏi diện EB3 khoảng bao lâu được đi? EB3 khoảng bao lâu được đi, cái đó nó tùy theo cái hồ sơ I-140 của quý vị khai ngày nào. Nếu mà ước tính, nếu mà nói quý vị chưa có làm gì cả tới lúc quý vị được đi là 3 năm. Cũng liên quan tới EB3, Quang Hậu Lê xin hỏi EB3 mà không có tay nghề gì hết, mỗi năm duyệt cho Việt Nam bao nhiêu hồ sơ? Cái đó không phải là duyệt bao nhiêu, mà con số là nó hạn chế. Giống như thống kê bên Bộ Ngoại giao đưa ra cho Việt Nam á, với cái hồ sơ EB3 á, cho để coi phải tháng không ta, hình như là tháng. Những tháng vừa rồi cả bên bên lãnh sự quán ở Sài Gòn á, chấp thuận đâu cỡ 200 mấy chục hồ sơ EB3, có nghĩa là tháng tháng 11 á. Mình chưa tới xong hết tháng 12 thì tháng 11 còn dự 200 mấy chục cái hồ sơ EBT. Thì nên vì vậy không phải là cái con số cố định, tại vì quý vị biết EBT mỗi năm là bên sở bên nước Mỹ chỉ có thể cấp một con số cố định thôi, mà họ phải chia với tất cả những nước khác nữa. Nên vì vậy là cái con số đó mình phải coi cái lãnh sự họ sẽ báo cho mình biết một tháng họ cấp bao nhiêu, tới lúc đó mình mới ước tính được là hồ sơ đi nhanh hay chậm. Câu hỏi tiếp theo, tôi đang đợi phỏng vấn, tôi có nhận con nuôi được không? Quý vị muốn nhận con nuôi như thế nào, quý vị nhận muốn bao bao giờ cũng được. Nhưng mà cái câu hỏi kế tiếp quý vị sẽ hỏi rằng là có bảo lãnh được không, thì tới lúc đó cái câu trả lời nó sẽ rất là tùy. Rất là tùy từng trường hợp nha quý vị. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Chúng ta phải chia tay tại đây để mà hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đặt câu hỏi cho chúng tôi để được có cái cơ hội giải đáp cho quý vị những thắc mắc về di trú Mỹ. Chương trình này không những đem lại thông tin cho quý vị về di trú Hoa Kỳ mà cũng giải đáp luôn những thắc mắc về di trú Mỹ. Mong quý vị đón theo dõi tối thứ năm hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook và YouTube của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Một lần nữa cảm ơn luật sư di trú Khanh Phạm rất nhiều. Xin hẹn gặp lại tối thứ năm tuần sau. Khánh cảm ơn chị Trà My và Khánh cảm ơn quý vị khán giả. Xin chào chị và chào quý vị. Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify,
Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.